Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6. Về nội dung ôn tập thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là sưu tầm tranh ảnh, cách khắc phục thiên tai của nhân dân ta và phòng tránh thiên tai của nhân dân ta. Mỗi cái nội dung như thế này thì các em hãy chuẩn bị ít nhất hai tranh ảnh. Phần thứ hai, các em hãy trả lời câu hỏi là học sinh, em phải làm gì để phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở nước ta? Hướng dẫn thực hiện, hình thức là nộp sản phẩm theo nhóm. Thời gian chúng ta sẽ hoàn thành và nộp trong tuần thứ 14. Cách thực hiện, các em hãy chuẩn bị trước tranh ảnh sưu tầm và nội dung câu hỏi. Khi đến tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì các em sẽ dán cái sản phẩm lên khổ giấy A4 hoặc A3 và sau đó thì chúng ta sẽ hoàn thành câu 2 ngay tại lớp. Chúng ta có một số lưu ý sau đây. Về câu thứ nhất, cái phần tranh á, là tranh phải có cái bố cục, kích cỡ tranh phải phù hợp, cân đối, có tính thẩm mỹ, màu sắc tranh hài hòa, đường nét thì rõ ràng, đúng chủ đề yêu cầu và các em cần phải ghi rõ cái nguồn gốc tranh ảnh, lấy từ cái nguồn nào. Đối với câu thứ hai thì các em hãy trình bày rõ ràng và không bôi xóa. Bài ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.